Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì một góc nhìn của luật sư, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn cái quan điểm cá nhân tôi về lợi ích của việc xét xử lưu động. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao hôm nay có một cái đề tài này thì đầu năm tôi có một cái vụ án về tội cố ý gây thương tích. Thì trong năm 2017 thì đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên thì có một cái lý do là hồ sơ bị trả bổ sung, cho nên đến đầu năm 2018 thì đưa ra xét xử lưu động. Thì cái em bị cáo của tôi thì rất là lo lắng. Em bảo với tôi rằng là bằng cách nào đó thì để mà cho em hoãn một cái phiên tòa dừng lại để tránh cái trường hợp gọi là xét xử lưu động. Vì thường mọi người nói rằng xét xử lưu động là sẽ xử một cái tội danh rất là nặng. Thưa quý vị và các bạn, và tiếp theo tôi cũng có một cái vụ án hình sự tiếp. Thì lại một lần nữa là thẩm phán báo cho tôi rằng là xét xử lưu động. Thì sau khi nghiên cứu hồ sơ và củng cố trấn an tinh thần của cái thân chủ, những cái bị cáo mà tôi bào chữa, thì tôi có đưa ra một cái hướng là như thế này. Về cái cách của, đây là quan điểm của cá nhân tôi, để tránh những cái trường hợp có những cái phản ứng trái chiều, quan điểm trái chiều của nhiều cái chuyên gia về pháp luật khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi nói rằng lợi ích của việc xét xử lưu động, thì thông thường việc xét xử lưu động sẽ làm, thứ nhất nó có 3 yếu tố. Thứ nhất nó là sẽ là tuyên truyền, cái thứ hai là phổ biến, thứ ba là nâng cao cái ý thức pháp luật, cái ý thức của người nông dân. Vì sao phải tuyên truyền? Vì thưa quý vị và các bạn, Việt Nam mình đang một cái ngành tư pháp là một cái ngành non trẻ. Sau những cái lịch sử thì cái ngành tư pháp đã bắt đầu có một chuyển biến. Tuy nhiên nó không thể bề dày lịch sử như một số nước phương Đông, một số nước phương Tây. Cho nên thực sự trong quá trình làm thì nó có những cái vướng mắc. Và ngay cả cái đó đứng ở cái góc độ cái chính phủ, cái nhà làm luật, tuy nhiên góc độ của người dân thì rõ ràng cho tới những năm gần đây thì cái số lượng luật sư tham gia vào vụ án dân sự, vụ án hình sự cũng đã nhiều. Tuy nhiên nó chỉ nhiều ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Dương chẳng hạn. Còn một số tỉnh ở vùng cao thì cái lượng này là cũng vẫn không nhiều. Đó là lý do mà nhà nước quyết định đưa cái vụ án ra xét xử lưu động để tuyên truyền. Thì thông thường những cái vụ mà để xét xử lưu động là những vụ điển hình và có rất là nhiều người xem, để thông qua cái kênh này để phổ biến kiến thức pháp luật. Những cái vụ điển hình như là như thế nào? Những cái vụ điển hình thì thường xét xử lưu động thì tôi vẫn thường thấy đó là những vụ nổi cộm, những vụ có cái dư luận phản ứng, hoặc những vụ nào đó về điển hình của vùng miền và những cái tội danh cụ thể. Giống như là bây giờ thường thường xét xử lưu động ở những cái tội như là tội phạm về ma túy nè, tội cố ý gây thương tích nè, tội giết người, tội trộm cắp, tội cướp tài sản. Những cái tội này nó dễ, trong cái đời sống xã hội thì con người dễ vi phạm. Và thông qua cái việc xét xử này thì phổ biến pháp luật. Tôi có một cái câu chuyện vui rằng là có một cái người dân khi họ còn nhầm lẫn hai cái chức danh của luật sư và thẩm phán. Khi thì họ nói với thẩm phán họ gọi là luật sư, và khi thì họ gọi luật sư là thẩm phán. Thì rõ ràng đây cũng là một cái sự phổ biến pháp luật để cho người ta hiểu được rằng khi đến một phiên tòa, một cái phiên tòa gồm có vị thẩm phán, hai hội thẩm hợp lại thành một hội đồng xét xử, có kiểm sát viên,
thế nào là bản cáo trạng, thế nào là một cái phần xét hỏi, phần tranh luận, và người nào là bị cáo đầu phụ, những người đồng phạm khác. Mặc dù là không phải là một cái ngành nghề, có thể là anh là buôn bán, anh là người nông dân, tuy nhiên thông qua cái kênh xét xử lưu động, phổ biến cái kiến thức pháp luật để cho những người dân hiểu được cái kiến thức pháp luật cơ bản nhất để họ tự bảo vệ mình. Tôi đặt giả sử như bây giờ, nếu trong trường hợp cái tội cố ý gây thương tích, thì đối với người nào đó có một cái hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật trên 11% hoặc dưới 11% hoặc có những điều kiện khác đó, thì mức hình phạt ở khung 1 là bao nhiêu, khung 2 là bao nhiêu, khung 3 là bao nhiêu. Và cái thứ hai nữa, tôi cho rằng cái lợi ích của việc xét xử lưu động đó là khi xét xử lưu động là nâng cao cái kiến thức pháp luật, nói thì cho nghe nó cũng cao cả, để mà cập nhật cái kiến thức pháp luật cho người dân thì đúng hơn. Thường thì những vụ xét xử lưu động sẽ xử ở một số nơi có số lượng người tham gia đông, ví dụ như trường học, ví dụ như là cái sân băng, ví dụ như hội trường để tại nơi đó. Và thông thường thì không rõ là ở chỗ khác như thế nào, nhưng mà vùng ngoại thành quê tôi đó, thì nếu trong trường hợp xét xử thì nó sẽ thì sẽ tuyên truyền qua cái cơ quan truyền thông của huyện và sẽ cập nhật trên 21 xã phường thị trấn rằng hôm nay có cái buổi xét xử lưu động đối với bị cáo tên gì và cái hành vi phạm tội là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, tôi bản thân tôi cho rằng tôi đồng ý với việc lợi ích của xét xử lưu động là phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật đối với người dân. Và khi tuyên truyền pháp luật thì có những cái rất là thực tế, một cái tội nào đó nó được quy định trong luật hình sự, chứ không phải là những tuyên truyền một cái cách rất là hôm nay là báo cáo viên sẽ tuyên truyền về cái hành vi mua bán, mà đọc một cái việc mà ma túy hoặc là tuyên truyền về cái luật hôn nhân gia đình mà không có một cái sự tương tác rất là khó để mà nâng cao ý thức của người dân. Dĩ nhiên trong cái luồng kiến thức này, trong cái lợi ích của việc xét xử lưu động này, cũng có những luật sư, những chuyên gia cho rằng nên bỏ hẳn cái việc xét xử lưu động. Tôi cho rằng cái tựa đề lợi ích của xét xử lưu động đó là cái mang tính chất cá nhân của tôi, chứ không hẳn là ý kiến của tất cả mọi người. Và việc xét xử lưu động này hiện tại vẫn còn đang tiếp diễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là tôi sẽ gặp được cái phản hồi từ những nguồn dư luận, từ những chuyên gia, những luật sư khác nhau. Tuy nhiên tôi xin nói rõ, tôi chỉ nói quan điểm cá nhân của tôi là lợi ích của việc xét xử lưu động. Tôi cũng rất là chân thành nhận cái ý kiến đóng góp từ phía những luật sư, những chuyên gia, các bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.